vị và các bạn quay trở lại channel Xuân Thủy TV. Hôm nay mình rảnh làm cái clip này để chia sẻ cho quý vị và các bạn trong cái tháng 4 này, thì để biết được từ nay đến cuối tháng 4 này đối với các cái tuổi nào nó có lộc, có tài, sự may mắn đến. Và để làm ăn thường thường thì mọi người hay nói là đỏ và đen. Sao tháng này đen thế và tháng này đỏ thế? Thì như vậy thì còn 20 ngày nữa mình chia sẻ cho quý vị các bạn, phân tích cho quý vị các bạn xem là để tuổi nào biết được những tuổi nào có lộc. Và kể cả những tuổi tất cả mọi người sinh ra và lớn lên thì đều phải biết được là mình lộc ở đâu, đào hoa mình ở đâu. Thì như vậy thì hôm nay mình chia sẻ cho quý vị các bạn để biết được các cái tuổi trong tháng này, trong tháng tư âm lịch này, là những tuổi nào có sự may mắn và tài lộc đến. Thì như vậy là đi tất cả những người mà sinh can đứng can mộ và can bính là đều có sự may mắn và tài lộc đến trong tháng tư này. Thì đối với can bính thì gồm có là bính tý, bính tý như 1936-1996 và bính dần như 1986-1926. Còn bính thì 1976-1916, bính ngọ là 1966-2026. 26 thì chưa đấy. Còn bính thân thì như vậy 1956 và 2016. Thế còn bính tuất thì như vậy đây là 1946 và 2006. Thế còn đâu là đối với lại các cái tuổi mà đứng can mộc thì gồm có là mậu tý như 1948, 2008 và mậu dần là sinh năm 1998 và 1938. Thế còn nói đến các cái tuổi thìn thì là mậu thìn 1988 và 1928 và các tuổi mậu ngọ thì gồm có là 1978 và 1918. Các tuổi mậu thân thì gồm có 1968 và 1908. Các tuổi mậu tuất thì như vậy đi 1958 và 2018. Đây là những người đứng can bính và can mậu thuộc về can dương thì từ nay đến cuối tháng sẽ tài lộc, sự may mắn đến. Ví dụ chẳng hạn như là dành cho những người mà hay chơi đỏ đen số má thì thường thường là người ta sẽ chúc mà nó hiện rõ, hiện ngay. Thế còn đâu mà nói về những người buôn bán thì có sự may mắn, người buôn may mắn trong bán đắt. Thế còn những người công danh công chức thì được đề bạt, có sự tăng lương bổng, tăng chức tăng quyền. Thì tất cả những cái can bính và can mậu mà đã được nêu trên thì để biết được cái tuổi nào là lộc và may mắn nhất thì trong tháng tư âm lịch này nó là cái tháng Ất Tỵ. Thì đối với tuổi bính thìn như 1976 và 1916 và tuổi bính ngọ như 1966 và 1926 và tuổi bính tuất là 1946 và 2006, đó là ba cái tuổi này là có sự may mắn và tài lộc đến. Thế còn những người đứng can mộng thì như vậy đi, là ví dụ chẳng hạn như là mộng ngọ như 1978 và 1918
và Mậu Tuất 1958 và 2018 là có sự may mắn đến với bản thân những người này, lộc may mắn luôn. Như vậy thì trong cuộc mà để mà phân chia được ra biết được cái sự may mắn đến với từng tuổi từng người thì mình đã nêu trên rồi. Bởi vì lý do là sao? Bất kể một tuổi nào cũng phải biết được là mình là lộc ở đâu, đào hoa ở đâu. Mình ở trong một ngôi nhà thì mình cũng phải biết được là tọa độ nào là tọa độ lộc của mình, để mình cần phải kích hoạt. Thì như vậy thì nói đến những cái người mà có là có tài, có sự may mắn từ giờ cuối tháng thì mình khi tài nó đến ngõ thì mình cũng lại phải chờ trước đấy, chứ không phải là có tài mà lại ngồi im được thì là lại có lộc là không có. Thì đối với lộc này không phải là lộc những lộc tiền mà là có lộc tiền thì áp dụng cho những người mà đỏ đen chưa đỏ đen là buôn bán. Còn lộc này, cái từ lộc chung nói chung là cái sự may mắn đấy, cái sự may mắn đến với các cái tuổi đó. Thì như vậy thì là trong tất cả các cái tuổi mà đứng can bính và can mậu này thì gặp tháng này là khá thành công. Bởi vì sao hôm nay mình làm clip này là lý do là trong 10 ngày qua mình bận quá, công việc nên là chưa làm được clip. Hôm nay thì mình rảnh nhạy làm clip này, video này chia sẻ cho quý vị các bạn chiêm nghiệm xem. Video này cũng xin phép là được tạm dừng ở đây. Cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị và các bạn ở các chương trình sau. Để mình sẽ ra những cái video sau là nói về cái tuổi nào mà xung hạn trong tháng tư này. Trong tháng tư này cũng 10 ngày trải, 10 ngày trôi qua thì chưa đâu có đâu cả. Còn 20 ngày nữa cơ. Thì như vậy thì là hẹn quý vị về các chương trình sau nhé. Thân ái, chào quý vị và các bạn.